Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trên cung đường huyền thoại thôn Chia rồi mọi người. Thì như mọi người biết thì những vài hôm vừa rồi thì bà con thôn Chia đã mở và hạ được cái đoạn tuyến đường này xuống rồi. Thì như mọi người đã biết này thì chỗ này nhé bà con là có kè cái móng đá này, nhưng bà con không đổ bê tông ra ngoài rìa này nhé mọi người nhé. Bà con sẽ đổ ở trong này này. Đây. Có thể ở cái mép này và em Tuyên sẽ bảo bà con khoét hẳn vào trong này nữa. Bà con đang muốn làm thẳng đây mọi người xem này. Đang muốn làm thẳng đây. Đấy thì em Tuyên sẽ bảo bà con sẽ là đào thẳng vào trong nữa và chúng ta đổ bê tông sát vào trong này. Không đổ ra ngoài viền này mọi người nhá. Đây đây đấy. Thì như mọi người thấy thì bà con ở bên dưới này đây cũng đang chia làm hai tốp. Bên kia là các anh con trai cũng đang khoan đá này để phá đá để chúng lấy đá và các chị em con gái cũng đang san cái đoạn đường này đây. Và ngày hôm nay thì em Tuyên có xách chỗ này là nó vậy rơi vào hơn một cân sắt. Đây là những cái búa em Tuyên mới đặt được 4 cái thôi, người ta mới làm kịp 4 cái thôi. Đấy thì để hôm nay mang vào là bà con sẽ sắp một đá mọi người. Hôm trước mưa này, đường đi trơn này, mọi người thấy không? Đấy cái tuyến đường này bây giờ nó dốc thoải rồi, nó không như những cái lần đầu tiên. Chúng ta đi nó dốc là dốc đứng luôn mà không đi được cơ. Leo lúc nào cũng phải xuống đẩy xe. Nó thật mọi người như vậy. Ây da. Nặng hết. 4 cái thôi lại toàn là sắt mà. Sắt to này thì nó mới đập đá. Chỗ này là làm đẹp đấy em ạ. Rồi. Rồi xin chào em. Đấy. Chá này là nó tiếng Kinh nhiều là biết nói. Đây. Đây như mọi người xem này bà con ấy. Cũng chỉ từ những cái chiếc búa, chiếc khoan, chiếc cuốc thôi. Bây giờ nó hạ xuống nó đẹp thế này. Đấy. Hạ xuống này đi lên lại cho nó mềm. A Phú kè. A Phú kè này phải lo vào. Chứ me me là nó hỏng hết đấy. Nhá. Cái này này em Tuyên phải mang này xuống để cho bên bên thợ nhờ em xá này. Xin chào em. Rồi. Chỗ này thế nào rồi? Ôi. Búa đấy. Lô với mình lên trên nào nhé. Không chơi ở chỗ này. Này, đi lên kia chơi nhé. Xem xem. Thảo mãi chưa được à? Hả? Không. 21 em cứ lắp vào đi. Toàn sắt là sắt thôi. Ra dạ đấy. Dạ. Dạ rồi. Đây mọi người xem này. Cái búa cũ của nó này, nó mòn hết rồi đâu. Nhưng ngày xưa họ làm đẹp nhỉ. Ngày xưa làm đẹp hơn bây giờ cái búa mới này. Vẫn cái nhà đấy mà làm xấu chứ nhỉ. Nặng dã man luôn đấy. Anh mới cắt 4 cái thôi. Để xem nó dài hay ngắn này. Dài hay ngắn thì mình cắt thêm 4 cái nữa. Bây giờ cắt dài thì cắt ngắn thì không sao. À cắt dài thì không sao, cắt ngắn thì lại không làm được đâu đấy. Nên là bây giờ cứ mang trước 4 cái đã. Đây này mọi người xem này. Hả? Cái này này hàn này xấu thật đây này. Xấu nhỉ? Nhia nhia. Đúng không Phú? À thà. Nhia nhia xấu quá. Đấy. Thế là để lần sau bảo nó hàn lại kỹ. Bây giờ hàn họ hàn xấu thật. Đây này. Họ một cái mới một cái cũ.
Đây này, họ bảo là lắp này vào xong rồi khi mình nhìn nhá. Nhìn cái búa này này, nhìn cái búa ở đây với ở đây cách bằng này là ok. Đấy, họ bảo anh như thế. Bây giờ cứ mang vào tạm đã. Nếu mà vào kiểm tra. Vào kiểm tra được rồi thì mình mới mang ra hàng tiếp. Không à. Nó kia cho ô tăng tiền cũng em cho hai cái mới hai cái cũ kiểu đấy, cứ lồng ghép nhau. Chỗ này thì có xá này, xá rất là biết về cái máy móc này mọi người ạ. Máy móc này là máy khoan này, máy sát đá này, xá biết rất là giỏi. Ngoài bên có anh Pó nữa, anh Pó thì bên chuyên về cái máy sát này. Đây. Đây mọi người xem này, các chị em con gái này, các cô gái phá đá ở đường của chúng ta đây. Các cô gái bây giờ đang xả đất này ra để san chỗ kia. Để tương lai chúng ta sẽ, đây là một đống cột đá và sẽ ấy này. À trái, trái, anh nhờ tí. Chỗ này chỉ sắp cột đá ở đây đúng không? Em bảo bà con là sát cái này, kéo này xuống này. Hất này ra đây, để mấy nữa mình hất bột đá ở đây cho nó rộng rộng ấy. Chỗ này là mấy nữa là, đây này. Đây là mọi người, bột nở này, bột nở ra rồi này. Bột nở này tan rồi, bảo là đội trên kia là xuống gầy luôn đi. Đấy, chỗ này để tí mình hất cát vào ấy. Bột nở là tách hết rồi mọi người. Đúng rồi. Còn bên trên này thì như mọi người thấy thì bên trên này có một tốp đang làm đá nữa. Mọi người. Đúng rồi, một tốp. Được, được đúng không? À, lắp vào thử xem là được. Anh nghĩ là vừa. Vì mình đo là 21 mà anh đo 21 thôi mà. Đây đây. Nào, thấy chưa? Còn ngắn đấy. Đúng không? Đây mà mẹ. À vào. Rồi, mẹ. Đấy vừa đây đây. Không phải là ngắn đâu. Đấy, ok ok. Thế là về sau cứ cắt 21 nha. Nhưng mà bảo họ cắt cái này đẹp đẹp một tí thôi. Bây giờ họ làm cái này đẹp đẹp một tí. Xấu quá. À tí nữa xá để tra luôn mỡ vào nhá. Mỡ ở trên kia vẫn còn mà. À đây rồi. Mỡ mang vào tra vào cho đàng hoàng đi. Dầu ở đây lâu lâu không sát đá, thay luôn dầu đi. Cái gì? Chá bảo gì? Chi xa ơi cái gì? Lấy cây không á? Tra mỡ vào. Xong rồi là kiểm. À cùng hàng nữa. Xong rồi là kiểm tra xem là ổn không. Ừ, thay một cái to một cái bé. Hôm qua mang đi đến nửa đường rồi. Đến qua ràng 4 cây ướt hết. Đa vào lấy cái dài dài ấy.
mấy cái cũ bỏ hết rồi đây. Thắt cái cũ này bây giờ chỉ bán cho cái mẹ bé là vừa đúng không? Nhưng mà bây giờ mình làm gì có cái nào nữa, bây giờ họ không có đâu. Bán cho cái mẹ bé gỡ được mấy triệu à, gỡ được mấy trăm, họ không mua ấy vì cái này cũ rồi ấy. Đây đang chăm mỡ mọi người. Bây giờ thay lỗ sàng. Bên này thì các chị em đang sửa lại cái tuyến đường đấy mọi người xem, mỗi người mỗi công mỗi việc. Đó mọi người ạ, bên dưới kia thì có một tốp đang san, bên trên này cũng có một em, đây là chính là vợ thề. Vợ thề cũng đang làm đẹp cái chỗ này đây. Làm cách xa ra thì bên trên này là một đội đang khai thác những tảng đá to quá để ăn xuống ấy. Đây mọi người xem cái kỹ năng của con. Đến các chị em phụ nữ đấy, này, đấy. Cũng làm được cái tuyến đường này rất là dễ. Thì bà con cũng đã có kinh nghiệm rồi. Thì như trước kia mọi người biết rằng bà con bảo là cái tuyến đường này cứ mưa một lần xong bà con lại phải là sửa vì nó chảy xói mòn vào ấy. Đấy. Nhưng bây giờ thì cũng nhờ cái sự hỗ trợ của các cô các chú thì chúng ta có tuyến đường bê tông. Nếu như chúng ta đã làm xong mà đổ đi, trời mưa bà con vẫn đi lại dễ dàng, rất là vui. Đây là phía bên kia là thôn Đề Chia. Nổi bật nhất là cái mái của mái bạt màu cam nhà em Xá ở góc kia mọi người. Hôm nay thì trời nó vừa xong những cơn mưa xong ấy mọi người xem này, trời nó gì trong xanh như này, nó dịu làm việc nó đỡ hơn. Hiện tại thì theo thời tiết ở trên dự báo từ thực sự ấy thì thấy là mưa bão ở vùng Bắc Bộ này, Hà Nội này em tuyên đến mưa bão là cũng lụt mấy ngày nay rồi. Bên kia thì đấy, các anh đang cố gắng hoàn thành cái máy sắt bột đá, tranh thủ trong lúc đó thì các chị em phụ nữ đang san nốt cái tuyến đường bên dưới. Các cô gái phá đá mở đường, đúng ở đây chính là các cô gái phá đá mở đường đấy mọi người.
mà đấy một khô đó ba, một khô đó cũng gì đó. Ôi, mới ra rồi, ai cũng chạy đi. Khô thành đồ tôm gì. Ở chỗ này thì các chị em phụ nữ đang san với các anh trai để chúng ta kê cái máy ra. Đặc biệt như mọi người đã biết là cái máy bê tông và cái máy sát bột đá này chúng ta không thể xếp dọc theo cái tuyến đường được. Xếp dọc thì mọi người xem kể cả máy bê tông chúng ta không thể đổ cát vào hoặc là đổ bê tông xuống được, nó thuận tiện đấy. Đấy. Nên chúng ta phải để ngang này tất cả các công đoạn thì nó làm mới phù hợp và nó mới thuận tiện được nhé mọi người nhé. Mong mọi người hiểu cho. Thực ra bà con cũng rất là muốn xếp dọc để bà con còn có tuyến đường đi xe máy ấy. Chứ bây giờ xếp ngang này không đi xe máy được. Rất là muốn đấy nhưng mà chúng ta phải phù hợp vào cái công việc. Chứ mọi người xếp dọc phù hợp cho cái đường đi nhưng mà cái công việc làm việc thì nó không được thuận tiện đấy. Nên mong mọi người hiểu cho. Lấy bao cát đây. Bao cát mà. Đang đi lấy đây. Lấy bao tải về nó kê nó mới được chứ. Chắc là mà cái này em phải cho một cái giá bao tải cơ. Ờ thì bao tải nó ở trên. Như hôm trước mình thấy đá là nó rung quá hiểu không? Bao tải thì nó không rung. Thế thì các chị em con gái là những người cô gái là phá đá mở đường đây mọi người. Đang san lại cái nền đường. Để mọi người xem công việc thì tuy nó có mệt mỏi vất vả nhưng mà bà con thì luôn luôn có cho nhau những cái tiếng cười xen lẫn vào để nó tạo cho bà con cái động lực làm việc nó hiệu quả và tốt nhất. Toàn là các chị em thôi, chỉ đơn giản những cái cuốc cái xẻng thôi mọi người ạ. Thế mà dần dần cái con đường của chúng ta nó ngày ngày nó hoàn thiện ra. Kia là chị May với em Trá thì đang đi bê cái bao tải bột đá vào để chúng ta cho vào những cái chân của cái cỗ máy đấy mọi người. Em Trá đấy thì nói chung là một người con gái rất là chăm chỉ. Rất là chăm chỉ của mọi người. Chồng đi làm công ty ở dưới kia, đi làm bốc vác hay công ty ấy. Nhưng mà em đấy ở đây là làm tham gia công việc rất là đều. Còn ở nhà còn trông bé bé thế thôi nhưng mà em đấy còn có hai người con rồi mọi người. Đợt vừa rồi thì cũng có rất nhiều các cô chú anh chị quan tâm đến em Trá kẻ sọc caro này. Các cô chú bảo là em ấy rất là chăm chỉ, hiền lành. Nói chung là ở đây công việc này thì em Trá cũng nhận là mộng được. Em Trá là rất là làm công việc rất là đều, chăm chỉ và nhanh nhẹn. Con người nó nhanh nhẹn thì làm việc nó dễ hơn. Nói chung là ở với cái cung đường huyền thoại này, với cái thung lũng núi này, mọi người xem đấy, có lác đác tiếng khoan, tiếng máy nổ, tiếng cuốc, tiếng xẻng, nhất khoan, nhất búa. Và xen lẫn đó là những cái tiếng nụ cười của bà con để cho cái con đường huyền thoại này nó ngày một đẹp hơn mọi người. Trên này thì kê cũng đá gần xong rồi. Kê đá xong còn vặn máy này. Xong rồi khoan thử và sát thử này xem nó có nhảy hay không này. Xong rồi lúc đấy chúng ta mới vào công đoạn cuối cùng là sát bột đá. Cái búa này như này là ổn đúng không em? Búa là 21, thế về để cắt thêm. Bây cắt thêm thì chủ yếu bảo người ta tôi lại cái này cho nó chắc chắn này. Cái này nhìn xấu quá, nhiều quá. Đúng không? Em bảo hàn một tí của nó cái này đầu này nó to hơn một tí. Ừ, rồi ok, anh sẽ bảo hàn cái đầu cũ này. Đấy, họ làm chứ họ làm này nhìn chắc chắn cơ mà. Họ đây, hôm trước mình mua đây là có phải máy của ông Huỳnh đúng không nhỉ? Không. Không phải à? Máy này là
Ờ nhưng mà có nghĩa là máy hôm trước mình mua ấy, đây là tên là gì nhỉ? Đây là Vì hôm đấy người ta bảo là có một máy anh Huỳnh đấy trước là cũng làm ấy. Huỳnh là ở bên Sơn Vĩ kia đúng không? Ừ. Cái đấy họ bảo họ làm hết mà. Nhưng mà đợt đấy họ làm cái này đẹp nhưng mà bên làm này xấu, cái này xấu quá. Cái này mà được. Cái này dài là được rồi. Nó làm một cái thanh này giống nhau hết rồi. Có nghĩa là cái đầu này nó càng không có. Ừ. Thế anh mới làm cái 4 cái thôi. Không. Đấy, bây giờ một kê kia là tạm ổn, đang đợi thêm một bao tải nữa mọi người. Đi lấy thêm đất vào đúng không? Này, bao tải đây. Úi rồi chị May nhá. Chị May này là nhảy làm võ đấy hả? Tựa máy này. Đây này. Cái đợt này ra quên mất là chưa mua. Mua thêm 2 can nữa. Hỏng hết rồi. Nhưng mà cái này còn bền hơn nhá. Mình mà mua cái bằng cái nhựa như với cái sắt như hôm trước thì hỏng hết lâu rồi còn tốn tiền. Cái này còn bền, cái này làm được bao nhiêu lâu rồi đấy? Làm được nhiều rồi đấy. Ừ, đấy. Làm cái này còn tiết kiệm được nhiều tiền đấy. Chưa trước mua sắt này, mua cái quà để kéo vào này. Mua mấy hot rác kia chưa được một buổi nhỉ. Ở đấy chỉ hot đất thôi. Hot đất là có một cái cắt. Ừ, có chứ... đá thì nó hồng như đó. Sao không ra? Ừ, dạ, bên này chưa hết rồi. Trong chỗ thà kìa, chỗ bên xá này vẫn phải thêm một tí nữa. Ờ. Cái này nó tí nó máy nan thì nó nún xuống. Đấy, làm việc với Trá với chị May là cười nhiều lắm nhá, vút vui nhá. Bây giờ một mình chị May gáy à? Một mình á, ấy trời còn phải lâu. Ôi trời. Không lên nổi rồi. Nặng lắm đấy, không đơn giản đâu. Em lắp xong này thế thử xong rồi thay luôn dầu nhá. Máy này lâu lâu rồi đấy. Cũng chả lâu đâu, mình sắt một bá ở dưới kia nhưng mà sắt nhiều ấy. Cứ thay lên dầu mình có, thay cho đàng hoàng mà. Pachi pachi. Cái đấy là tạ mấy nhỉ? Cái trước cân là bao nhiêu nhỉ? Cân tạ 2 hay không nhỉ? Tạ 2. 120 cân đấy đúng không? Yo te estoy diciendo,
Trai đang vào tư vấn cho các chị em đang tôn thêm bao nhiêu đất đấy. Ai chỗ đấy phải tầm 10 phân 15 phân, như anh đo là 15 phân. Chỗ búa đấy thì cứ thử xay xem được không, ổn thì bắt đầu về mới đấy, được không anh, được chưa? Em đấy, hôm trước em là còn cho là cắt 21 hơn đấy, mình mà cắt 16 hoặc 17 hoặc là 19 thì là ngắn đấy, nhưng mà hàn hơi xấu thôi. Họ mà tôi cái đầu kia đẹp đẹp như cái cũ của mình thì ổn luôn. Cái đầu đấy hơi tôi hơi xấu. Sẽ bảo lại cái hòn kỹ à. Còn lúc nãy là có đã khởi động máy và sắp thử ấy, thì hiện tại là chúng ta lắp cái sàng to ấy, nó hơi bị cong vênh tí, làm bà con nó gõ lại một xíu là sẽ làm được búa vào, bà con bảo làm rất là nhanh, búa dài nó làm nhanh, búa năng suất nhanh. Và chỉnh lại để cho nó bị đỡ búa vào ở máy nữa. Chỗ này hơi chật nên em quay từ ở hơi xa, mọi người thông cảm giúp Tuyên nhé. Cái đấy nó hơi cong đúng không? Sáng ngày hôm nay tập trung vào cái chỗ máy này. Đây mọi người xem này, cái tuyến đường bà con các chị em con gái ấy, các cô gái phá đá mở đường đấy đã nối ra rồi đấy, nó bằng hơn, cái chiều là nó bằng hơn, nó đỡ dốc hơn đấy mọi người, đấy tôn nền lên này. Thở bàn tay các chị em phụ nữ đã ổn định rồi, tương đối ổn rồi. Đang đóng cho cái này nó cong thêm một tí nữa là búa nó không bị va chạm vào ấy. Ổn. Vì búa mới mà. Ok đấy xá, anh thấy cũng cong rồi đấy đúng không? Xà này thì trong các công việc máy móc rất là nhanh, các cô chú không tham gia đều ấy thì mọi người không thể biết được cái kỹ năng và cái sở trường của em Xá. Em Xá thì rất là nhanh nhẹn đấy. Quay bằng tay thôi. Ok à? Ok thì lấy nước vào đây nhá. Sai. Lấy nước vào chỗ này cho anh nhá, không quên nhá.
bên kia là anh Xì với Xá, thì Xá xuống hỗ trợ anh Xì sửa cái xe máy ấy, mọi người đấy, bà con tự sửa thôi, mượn cái bộ đồ của mình xuống sửa, hỗ trợ nhau mọi người. Bên này thì đây, bà con đã khẩu trang, găng tay đầy đủ rồi, chuẩn bị là khởi động máy đây. Còn phía bên trên này là đấy, những các tốp anh con trai đấy mọi người này, đang phá tương đối được nhiều đá đấy. Phải o mua rồi, y mua là không ra được. Lo lo đấy nhỉ. Đấy, rất là nhiều đá này mọi người này, để kè cái dãy bóng đá kia kìa. Lo lo rồi, y mua này thì được rồi, phải o tù. Vâng mọi người ơi, thì như mọi người thấy thì cái con dốc này này, bà con sửa ra, mọi người xem thấy tuyệt vời không? Rất là đẹp đúng không ạ? Nó thoải đây. Đấy. Đây, em tôi đang đi vào đây. Đấy. Nó thoải đây thôi. Đó. Nó rất là tuyệt vời. Đấy. Không dốc như lúc trước nữa mọi người ạ. Đấy. Nói chung là em Tuyên thấy rất là đẹp rồi. Rất là đẹp, và có thể là nó chưa được chắc, nhưng mà chúng ta kè những bóng đá này xong sẽ chắc đây. À Phú đang đảm nhiệm cái kè này. Kỹ năng kè của bà con thì nói chung mọi người biết là cũng là rất là tốt rồi. Sau này em Tuyên sẽ cố gắng cho cột đá ấy, thì bà con đổ bê tông, bà con sẽ nhét những cái mạch vữa này vào, cho vữa vào trong cái bóng đá này xem thế nào ổn không. Bên dưới kia thì đang sát bột đá. Bên trên này thì đang đập đá, khai thác đá. Mỗi người một công việc. Đây mọi người xem này. Bê đá về không phải là cứ thả vào đâu, còn chọn đá để xếp nó bằng nhau nữa.
Vâng mọi người ạ, thì ở bên trong này thì các bạn gái đã nấu cơm xong rồi, đã có những khay cơm kia rồi mọi người ơi, đây. Đó. Em ấy đang có khay cơm rồi. Thì bên dưới này thì các tiểu đội đang cố gắng sát nốt cái lượt bột đá đấy xong rồi bà con sẽ lên mọi người. Thế là máy móc đã nghỉ rồi mọi người. Bên dưới này là các anh chị đã cũng di chuyển dần lên đây rồi. Bà con di chuyển dần lên. Chúng ta sẽ cố gắng khai thác sắt bột đá trong ngày hôm nay. Và như bà con đang dự tính, như em Toán, em sáng cũng dự tính là nếu mà xong nhanh, chúng ta để nhanh được tiến độ ấy, thì mai sẽ đổ bê tông luôn. Vì bà con tận dụng những cái này để không để chết xi ấy mọi người. Đó. Đây thì xin mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhìn lại một chút xíu cái tuyến đường đây này. Đây này, sát bột đá thực ra với mọi người là nó đã cho nước vào rồi nha mọi người. Nhưng mà mọi người biết là khi chảy từ cái sàng xuống ấy, nó vẫn có bụi. Mà chúng ta không dám cho nhiều sẽ bị kẹt. Đó. Nên là khẩu trang các thứ của các cô các chú gửi cho là bắt buộc đeo phải hoàn toàn 100%. Đó. Bên dưới này thì A Phú, đây mọi người xem, A Phú đã cũng nới rộng và kè ra, đang san đất vào. Đây, mọi người xem đây, trên móng đá đây. Đó. Và vẫn còn đá đang dài dài xuống đây. Nắng hôm nay thì buổi sáng này thì nó rất là dịu, buổi chiều về thì nó đã nắng hơn rồi, như ở buổi trưa này này mọi người. Đó. Thế là bà con đã lên bên trên để dùng bữa trưa này rồi. Đó. Bên này thì đang có Nu này. Đấy, với một em Di đang rửa chân tay. Đó. Thì cũng đến cái giờ trưa rồi đấy mọi người. Thì cũng có lẽ là cho phép em Tuyên cùng toàn thể bà con thôn Thị Chia xin được tạm dừng video ở đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những quá trình ngày ngày dần dần hoàn thiện cái tuyến đường ước mơ, tuyến đường huyền thoại này nha mọi người nhé. Đấy thì như mọi người đã thấy thì thực ra những cái video clip của em Tuyên thì cũng hiện tại đa phần là cái công việc làm đường chính của bà con, những cái món quà của các bà con ở trong thôn Đề Chia thì em Tuyên cũng sẽ xen lẫn vào mọi người ạ. Vì thú thực với mọi người là như em Tuyên cũng chỉ làm có một mình. Và thứ hai là khi bà con làm đường ở đây thì ở dưới thôn là không hề có người. Bà con cũng đi làm việc khác nữa mọi người ạ. Ví dụ có gia đình có hai người thì bà con có thể đi lấy lanh, tiết lanh, đi chăn dê, đó, làm nương, đó. Chứ bà con không có người ở nhà cơ. Đấy nên là cái khó là đôi khi em Tuyên có muốn quay video hay là muốn xuống để chia sẻ cho tất cả các cô chú, anh chị thêm những hình ảnh của bà con đồ chia thì cũng không có ai ở nhà, chỉ có đa phần là các trẻ em. Đấy, nên là chúng cũng không thể xuống để ghi hình được mọi người ạ. Đấy, đôi khi nha em, tại sao mọi người biết là ngày hôm nay có đi làm 21 người, ngày hôm nay đi làm 22 người hoặc 23 người, có hôm thì lại 19 người, là bà con là ví dụ ngày mai bà con làm nương thì bà con sẽ đổi công, hôm nay làm trước đi hoặc là ngày hôm nay làm bù đi. Đấy, là như vậy. Nên là cũng rất là khó chia sẻ thêm những cái hình ảnh của bà con đời chia. Còn để cắt em Tuyên đi ra một thôn khác, xã khác để ghi lại những hoàn cảnh khó khăn hơn ấy thì lại không thể đi được mọi người ạ. Vì cả ngày hôm nay em Tuyên ở trong thôn Đề Chia rồi, chúng ta không thể đi được. Vì quãng đường từ nhà em Tuyên vào đến thôn Đề Chia nó cũng khá là dài. Đấy, nên là cũng mong tất cả các cô chú cũng hiểu cho. Tất cả cái video clip của em Tuyên thì cũng chỉ là ghi hình lại cái công việc sâu sát nhất từng ngày, từng giờ của bà con Đề Chia. Thế thì mọi người mới thấy được cái nỗ lực cao của bà con, từ những cái đôi bàn tay nhỏ bé, đôi chân trần, những cái nhưng mà ý chí và cái sức mạnh của bà con thì rất là lớn lao để cố gắng hoàn thiện cái tuyến đường này nha mọi người nhé. Đấy thì em Tuyên cũng rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ những nội dung trên kênh của em Tuyên. Và bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả các cô chú anh chị cùng dùng bữa với bà con rồi chia. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.